Cháu Mai xin chào cô bác và anh chị. Sau vài hôm rồi, hôm nay cháu Mai sẽ đi xem thịt ba chỉ với lại lạp xưởng gác bếp của cháu Mai sẽ như nào rồi nha các bác ạ. Sau một thời gian thì thịt lợn xé gác bếp của cháu Mai đã khô như này rồi các bác ạ. Đây là lạp xưởng với lại thịt ba chỉ của cháu Mai. Cô bác và anh chị mà muốn mua lạp xưởng với lại thịt lợn ba chỉ gác bếp thì ủng hộ cháu Thành và cháu Mai để có tiền đổ xăng đi ủng hộ những người khó khăn trên bảng. Cô bác và anh chị nào muốn mua thì liên hệ qua số điện thoại cháu Mai là 0339140860, của cháu Thành là ở trên màn hình nha các bác ạ. Mong cô bác và anh chị ủng hộ cháu Mai và cháu Thành. Cháu Thành xin chào cô bác và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Thành Gây Bác. Đằng sau cháu Thành đây là một biển mây cô bác ạ. Thời tiết trên cháu Thành đợt này rét đậm kéo dài vài hôm rồi vẫn chưa hết rét cô bác ạ. Hôm nay cháu Thành và cháu Mai lên nhà bác Tỏa. Cháu Mai xin chào cô bác và anh chị. Hôm nay là cháu Mai lên cùng anh Thành lên nhà bác Tỏa. Hôm nay công việc nhà bác Tỏa sắp xong rồi cô bác ạ. Cháu Thành xin mời cô bác và anh chị đi cùng cháu Thành và cháu Mai lên nhà bác Tỏa. Đằng sau cháu Thành và cháu Mai vừa đứng là biển mây cô bác. Biển mây khá là đẹp luôn. Mây là đọng ở dưới thung lũng. Những cảnh này chỉ ở trên vùng cao mới có cô bác ạ. Hôm nay lên nhà bác Tỏa là trời không mây mù như mọi hôm rồi. Chào em Máy nhá, em Máy điệu con nhà ai đây? Chào ông nhá. Hôm nay em Máy là có nhiệm vụ là điệu em bé. Chân thì đỏ hết rồi, dép với ủng đâu không đi vào. Như này ốm đấy Máy ơi. Cháu chào bác nhá. Cháu chào bác ạ. Hôm nay nhìn bác quả là phong độ nhìn đẹp trai hơn mọi hôm rồi. Sáng sớm là bác Tỏa đã đun một nồi nước để làm gì đấy bác? Để mổ một con gì con nga con để nấu cơm trưa. À nấu cơm trưa à bác? Chào em nhá. Chào anh ạ. Chào mọi người nhá. Chào anh ạ, em chào chị. Đèn nhà bác Tỏa anh Tuyển đã lát xong hết rồi. Chân tường với nền nhà là lát sạch sẽ và đẹp hết rồi. Trên này là anh Tuyển à, anh đang đóng các xếp. Chào anh ạ. Ngày hôm nay là hoàn thiện xong hết đấy anh Tuyển nhỉ? Vâng. Hôm nay là những công việc cuối nhà bác Tỏa. Người đang làm bếp bởi hôm nay là xong rồi. Những công việc cuối thì còn lập mái nhà tắm và nhà vệ sinh với bến rửa. Với phần ống khói. Này thì em lùn em đang chắn nốt cái cửa. Anh Tuyển thì anh đang đóng lốt phần gác xếp. Chia việc ra là mỗi người một việc. Chị Vân thì đang cuốc chỗ này để đổ lèn bến rửa. Ngày hôm nay là xong đấy chị Vân. Đấy, chúng ta đến chẳng hạn.
Em lùi là em đang chát cái phần hiên này, chát vào cho đẹp. Mấy điệu em bé cho ai thôi. Bác Tỏa bên đây, bác đang dọn dẹp. Đây bác Tỏa ơi, bác cứ để việc đấy đi, bác đào ống để lắp phần bến rửa đi. Mọi người đang dọn phần rác ở bên này để đào ống bến rửa sang bên này. Bây giờ vứt hết cái này xuống đây, tí đốt mai. Xi măng bay ở mặt nha, mai. Xi măng này bay ở mặt hại lắm đấy, hại ra mặt lắm đấy em ạ. Bác Tỏa kéo cái bàn này sang kia, bác cứ cho sang kia, sau này bác đậy cái gì đậy, kéo hết sang bên lối bụi tre này, à bụi vào này, cho gọn bác ạ. Đào thẳng. Cứ đi thẳng sau này thích vòng đôi vòng. Thích đi đường vòng. Cái ba này chắc phải tối bác Tỏa mới đốt nhá. Vâng. Bây giờ mọi người đang làm việc này đốt khói lắm bác ạ. Tối bắt đầu sắp ngủ rồi đó. Vâng. Tỏa đang đào đường nước rồi đến rửa. Bên này chị Vân và em Mai đang dọn cúp pha rồi chiều chuyển đi. Trên này hai em này đang buộc vào bàn tay vào khói để dập khói. Làm ở đây một thời gian còn thấy nhớ vợ không nổ? Bình thường. Bình thường á? Tối có điện cho vợ không? Thế thì nhớ rồi. Bảo là còn nghĩ tới vợ chứ. Nhớ. Đi làm sao mà không điện được vợ? Bảo là mình đi thế loại thế kia đấy nhỉ.
vào mùa đông này mà xây dựng ở trên vùng cao, thời tiết khá là lạnh, tắm luôn ấy. Anh Chuyển anh đang lo cái phần gỗ ép này để cắt, để ghép lúc vào cái phần thiếu phần lại của bác xếp ạ. Sau một thời gian em Nú đã chắc xong cánh cửa chính rồi. Các cửa thì xong gần hết rồi, bây giờ còn đến cửa nhà tắm, nhà vệ sinh nữa là xong. Phần nhà tắm thì anh Tuyển đã ốp tường nhà tắm thôi, còn phần lèn thì anh chưa ốp, mới đổ xong để khô thôi. Phần nhà tắm, nhà vệ sinh thì rộng rãi, hai bố con này tha hồ tắm giặt ở trong này. Thế bệ vệ nhà vệ sinh thì cháu Thành là để bên phía bên này, để bên này cho nó gọn một góc này. Góc chỗ này, bên này là tắm rửa. Cái đầu bên kia bác đeo thắt xuống tí bác bỏ, cho nước chảy mạnh. Bác lấy từ cái đoạn dưới này này. Đến giờ trưa rồi, em mai em đang rửa xoong để nấu cơm trưa cho mọi người ăn. Em mai là em ơi, không giữ được con ngan rồi. Bây giờ chuyển sang cho em Nú giữ. Con ngan này khỏe à? Khỏe đấy mai. Mai thấy con ngan này có khỏe không? Có, em sợ cào tay lắm. Ừ, nó cào tay là rách tay đấy. Con này còn như một con đại bàng. Ô, tay của Nú chảy máu rồi à? Tay của con ngan đấy, em nãy em vẫn dính mà. À, tay của con ngan à? Em lấy cái giấy lót vào, giấy bên kia kìa. Giấy bên kia để lót vào. Bê xoong này xuống cho cơm lên. Bây giờ hai em này bắt đầu là thịt con ngan để làm món trưa ăn. Hôm nay bác Tỏa là đãi mọi người con ngan to vật vã luôn đấy. Con ngan này còn to hơn cả đại bàng đấy luôn nha. Hai con đại bàng bằng, nhưng cánh của đại bàng thì rất là rộng. Cánh của đại bàng to cũng phải vài mét ấy. Chỉ giọt non này giả quá đấy, vừa đâu. Con ngan già này mình làm món phải lọc thịt ra, xào lăn thì mới ăn được.
Để cả thịt ăn thì răng phải khỏe cơ. Không khỏe thì không ăn được. Bây giờ chị Vân và em Mai đang nhặt đỗ. Nhặt đỗ hôm nay là để xào với lòng ngan. Mùa đông bên bên lửa hồng này rất là ấm cúng luôn. Ấm đi, ấm thật đấy. Mặt mũi chân tay là lẻ hết. Hai chị em hôm nay ốm rồi ấy. Thế ai cũng sụt xịt rồi. Do thời tiết là lạnh kéo dài vài hôm, mọi người chưa thích nghi được. Với mùa này em thấy bụi thật đấy, ở đâu cũng thấy bụi chị ạ. Khô. Nhất là đi vào cái đường đất mà đi sau xe máy hay ô tô ấy, người toàn là đất luôn ấy. Sau một thời gian này, anh Ngữ đã nhổ sạch lông con ngan rồi. Con ngan này to, phải làm lông rất là lâu ấy anh Ngữ nhờ. Mất tầm gần một tiếng mới xong con ngan được. Phía bên này em Nù đang lợp phần bến rửa với nhà tắm, nhà vệ sinh. Bây giờ anh Tuyển là anh ốp phần đèn nhà tắm, nhà vệ sinh. Phần trên gác xếp ấy, anh Tuyển đã ốp xong những tấm phô ép rồi. Anh ghép rất cẩn thận, rất là kín đáo luôn. Như này chắc chắn là cái khoảng trên này bắt quả tha hồ để đồ rồi. Bây giờ con ngan chị Vân chị xẻ từng miếng ra, chị lọc thịt để xào lăn. Con ngan to này phải chị Vân mới ra tay được, mới làm được. Để mà em Mai mà chế biến món này thì em Mai không biết làm. Chị Vân là bếp trưởng lâu năm rồi. Chỉ có kỹ thuật làm được mỗi những món này. Bây giờ xương ngan đã lên bếp rồi. Xương ngan nấu món gì chị Vân ơi?
nó lẫn lộn với rau xô hào hả chị? Bếp không cháy Mai ơi. Em lấy cái củi bầu khô kìa. Em cứ đậy vào đi. Chị Vân đang xái gan ngan. Con ngan này gan to kìa. To như ngan con lợn ấy. Cái phần này chị xào lẫn với đỗ. Phần lòng với gan. Đây là phần thịt đây. Thịt hôm nay là chế biến món thịt ngan xào xả ớt. Cái này thì anh thịt ngan đã sôi rồi. Không ngon thì em cứ nấu đi anh ăn được mà. Chị Vân ơi, ngan này sôi rồi có cho gì vào không? Cứ để cho xương nó ấy đi. Xương với thịt dừa chị. Sau một thời gian chị Vân xái mỏi tay rồi. Bây giờ em Mai em giúp chị Vân xái thịt ngan. Anh Tuyển anh đã lát xong rồi, lên nhà tắm nhà vệ sinh rồi. Bây giờ là anh cho cát vào xoa. Xoa cái lèn cho sạch. Bên này là anh em thợ đã chát xong cái phần trái nhà rồi. Lùa ơi, em xem còn tí xi nào, còn tí vữa không? Tí nữa em, à không thì cái xi măng tinh này em vét cho anh chỗ này nhá. Để cái này thì nó hỏng quá. Vét bye bye nhá. Vét cái phần này bye bye. Vâng. Ốp cho anh một viên gạch nghiêng này cho anh. Cái viên nhỏ. Dạ. Đi cả này thì nó hơn quá. Cho hai viên lên cửa tim này còn. Quá sợ có cắt đi. Có một tí sợ cắt được không. Cắt cái gì? Bỏ ôm nghiêng. Đây là món thịt ngan xào. Ngan xào xả. Ngan xào xả. Mà ớt chưa thấy màu đỏ, màu toàn màu xanh. Thôi đấy. Hôm nay quên không mua ớt ạ. Về ớt đúng ớt bản. Trên bản thì mùa này lạnh quá. Chị ơi, chín một. Không biết chín. Mai đi cầm viên này tiện đâu hết em. Đây là món đỗ xào lòng ngan. Đây là món xương nấu với rau củ quả. Chín hả chị? Nhỏ xuống thì cũng tí. Bây giờ ăn cơm trưa rồi. Đây là dọn xuống dưới chiếu này, ngồi ở cái lèn đá hoa này rất là lạnh. Mọi người vào ăn cơm thôi. Thời tiết này lạnh quá, mọi người thích ngồi ở chỗ bếp lò để sưởi ấm. Bây giờ đến giờ ăn cơm, cháu Thành xin mời cô bác và anh chị dùng cơm cùng gia đình. Hôm nay là bữa cơm đặc biệt đấy, bữa cơm là chia tay các anh thợ. Mời cả nhà. Ơ Mai, chúng Mai làm một cái đi. Em không muốn gì chị ạ. Chị không biết uống đâu. Dạ. Sức khỏe ai ạ? Vâng. Chào cô chú. Bước sang là chiều rồi. Ở bên nhà tắm nhà vệ sinh thì anh Tuyển đã lát xong hết rồi. Bên anh Tuyển đang chắn lên cái cạnh cửa nhà tắm nhà vệ sinh. Bây giờ anh em thợ là đang chuyển cốt pha xuống dưới đường để đi làm công trình khác. Anh Tuyển đang lắp phần ống nước nhà tắm nhà vệ sinh. Em này có đủ đồ không? Đủ. Để tét nước trên này rất là mạnh luôn ấy. Đây, mở đường thẳng xuống tận đây luôn. Bác Tòa ơi, sau này có cánh cửa nhà tắm vệ sinh thì bác mới được đi vệ sinh bên này nhá. Để cho anh em thợ lắp thì đỡ có mùi bác ạ. Đó là xong hẳn thì mình mới đi. Phải làm hoàn chỉnh mới đi vệ sinh được. Vâng.
gọi là dở ra để vệ sinh thì ai không ra vào thì cứ như là khô đấy. Vâng ạ, đúng ạ. Anh Tiệt lấy cây vào làm bằng thước à? Thước đâu mà không lấy đo anh? Tiện đâu lấy đấy. Khi còn lấy thì đục bê tông, đục gỗ được cần trẻ thì tích tre, bình thường. Vâng. Anh Tuyển là một người thợ đa năng luôn đấy. Cái gì anh biết làm? Mỗi thứ biết tí thôi. Vâng. Các cụ gọi là hoa tay đẹp. Vâng. Thì viết chữ cũng đẹp, mà thi vua cũng đẹp. Chữ gì là mới gì? Viết chữ nghĩa làm cái gì, miễn là đọc được. Vâng. Chữ bác sĩ còn đẹp hơn mình mà. Phải đặc biệt đấy. Vâng ạ. Ở đâu thì ở ấy chứ, phải chịu chứ. Alo. Dạ. Đang chuyển cốt pha à? Đang dắt cái xe kia đi. Dắt cái xe kia đi. Hai thằng dắt à? Thả chứ. Ba thằng á? Hai thằng thì sợi một tí nó lại đi chưa vào đường. Tới đường rồi à? Ông chưa ra chứ. Không có phải nói đâu. Có một đoạn cái chỗ kia lắp chưa em? Chưa. 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 Có một đoạn nào để... Đây. Đây đây đoạn này nè. Lấy mình lấy ống zin 4 cây là vừa 4 cây luôn. Không thừa không thiếu ấy. Đợt này giải quá. Đợt này cát nó đắt như vàng cô bác ạ. Đúng là tính ra là cát là đủ để đổ sân cho bác Tỏa đấy. Không đủ đâu. Không, mà đúng ra ấy. Đúng ra như ngày trước chẳng đủ à. Nhưng bây giờ cát họ đắt như vàng họ lấy không đủ cho mình ấy. Họ cứ múc lên họ không cho thêm mình ấy. Đắt lắm. Đắt. Xong rồi mình thừa xi. Nếu mà đúng ra chỗ này là đủ được đổ sân cho bác ạ. Nhưng cát lại thiếu bác ạ. Thì đợt này cái xe ba bánh chở từ ngoài xoáy kia vào. Vâng. Xe là đủ rồi. Hôm nào có cát lên đây thì cháu sẽ nhờ anh Tuyển với mọi người đổ cho bác cái sân. Đổ giúp bác thôi. Em mai trở lại ốm rồi. Đang ngồi một chỗ rồi. Lạnh quá anh ạ. Đây bị cảm nữa. Rộng luôn rồi. Mặt đỏ hết rồi nữa. Bác Tỏa hôm nay mọi thứ là coi như là hoàn chỉnh hết rồi. Không, bác dọn dẹp cho cháu xung quanh nhà cửa nha, cho sạch sẽ nha bác nhá. Vâng ạ. Cái gì lù? Cái này hai bố con còn chán mới đầy được. Lâu cách. Nếu mà có đầy thì ra bên ngoài này không có mùi đâu. Chỗ này mình làm 3 ngăn rồi mà. Làm hết. Ờ. Bây giờ mọi người là chuyển cốt pha xuống dưới đường. Chuẩn bị nó đi về, trời tối rồi cô bác. Bác với các anh làm nhá. Với các em làm nhá thì bác và cháu xin phép cháu đi về trước này anh Tuyển ạ. Em đi về trước này. Với em nằm về sau nhá. Anh đi về có việc dưới nhà đó. Công việc nhà bác Tòa mọi người làm nốt những công việc này là xong mọi người nghỉ rồi. Bởi chị Vân là đã dọn hết cốt pha bên này. Tối nay mới bốc cốt pha lên xe và bánh không đi làm chỗ khác. Chị Vân dọn sau về sau nhá. Em đi về trước đây. Em chào chị, em về ạ. Đây là cháu Thành với cháu Mai đi về trước đây. Hôm nay video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những tập tiếp theo trên kênh Thành Tây Bắc. Cháu Mai xin chào cô bác và anh chị. Hẹn gặp lại cô bác và anh chị trên những tập tiếp theo trên kênh Thành Tây Bắc.